VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Chào mừng quý khách hàng của VDA. Quý khách hàng thân mến, lần trước thì chúng ta đã đập hộp chiếc đầu karaoke số 1 về chất lượng. Còn ngày hôm nay thì VDA lại tiếp tục gửi đến quý vị đập một chiếc đầu karaoke không phải là số 1 về chất lượng mà là số 1 về doanh số bán ra. Đó chính là Asnos SK9108. Trước khi đập hộp thì ngay bây giờ Nghĩa sẽ cùng với các bạn ngắm nhìn cái bao bì sản phẩm. Đầu karaoke SK9108 của chúng ta thì có màu đỏ khá là bắt mắt các bạn. Bên góc phải đó chính là in của tên nhà sản xuất Asnos SK Media. Bên góc trái là tên của sản phẩm chúng ta, karaoke độ nét cao 1080, mã số là SK9108. Đây chính là những cái tính năng cơ bản. Và đặc biệt đó chính là hình của chú MC Quyền Linh quảng cáo cho sản phẩm của chúng ta. Ở mặt trên thì có in các cái thông số kỹ thuật như là điện áp sử dụng nè, điện trở cách điện, vân vân. Đó, thì ngoài ra có tay cầm nữa các bạn. Chúng ta đã cùng nhìn qua sơ qua về bao bì, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đập hộp. Bên ngoài bao bì thì cũng có những thông tin cần thiết về sản phẩm rồi. Bây giờ để tìm hiểu rõ hơn thì Nghĩa cùng với các bạn sẽ tiến hành đập hộp đầu karaoke này nha. Đây, các bạn cùng quan sát cách đóng gói bao bì sản phẩm chúng ta. Thì cũng bao bọc bởi một cái túi ni lông. Hai bên là được cố định bởi những cái tấm xốp khá là dày. Thì điều này tất nhiên thì sẽ bảo vệ sản phẩm chúng ta là chống va đập nè, rơi rớt hay là chống bụi, chống trầy xước. Rồi bây giờ Nghĩa lấy ra cho các bạn quan sát. Đó, đây chính là hai cái miếng xốp chúng ta cố định hai góc. Đây là đầu karaoke Asnos SK9108. Ngoài ra thì trong thùng còn có album danh sách bài hát các bạn. Đó, cập nhật đến Vol 62 luôn. Đây là cái túi đựng những cái phụ kiện đi kèm sản phẩm. Phụ kiện của chúng ta gồm có là một cái remote nè, dây cáp AV nè, dây HDMI, đây là cần anten, sách hướng dẫn sử dụng. Đây là cái phiếu bảo hành các bạn, phiếu bảo hành sản phẩm. Đây là cái chìa khóa để mở cái khe ổ cứng. Các bạn giữ cái chìa khóa này nha. Tại vì nếu như các bạn xài ổ cứng thì sẽ cần dùng đến cái này. Đây chính là cặp pin. Rồi, tất cả những cái phụ kiện mình đã lấy ra xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ cùng với các bạn tìm hiểu chi tiết về cái thiết kế ngoại hình của các cái sản phẩm ha. Đây chính là đầu karaoke Asnos SK9108 các bạn. Nhìn chung thì thiết kế là màu đen chủ đạo, khá là cá tính mạnh mẽ. Đó, mặt trước thì rất là đơn giản. Chỉ có nút nguồn nè và cổng kết nối USB, cộng đây là cổng kép. Ngoài ra thì chỉ có cái logo của hãng Asnos thôi. Đó, mặt trên thì cũng in chìm logo Asnos và cái tem chống hàng giả các bạn. Hai bên thì chúng ta sẽ có là cái khe tản nhiệt hai bên đầu karaoke, giúp cho các chi tiết bên trong hoạt động tốt hơn. Đó, làm mát các cái chi tiết. Mặt sau các bạn thấy một điều đặc biệt, đó chính là cái dây nguồn nó được kết dính với cái đầu karaoke luôn. Đó, ngoài ra thì có các cổng kết nối, cổng anten, rồi cổng dây cáp internet nè, cổng HDMI, cổng USB. Và đây chính là khe đựng ổ cứng của chúng ta. Và cái chìa khóa mà nãy mình nói với các bạn là mở ổ cứng đó thì sẽ kích vào đây. Đây chính là cái ổ khóa. Thì khi các bạn dùng ổ cứng thì các bạn dùng cái chìa đó để mở. Và các bạn giữ cái chìa đó trong quá trình các bạn sử dụng sản phẩm này nha. Rồi, thì nhìn chung cái đầu karaoke chúng ta thì thiết kế nhỏ gọn nè, vuông vức nè. Sẽ chiếm khá là ít không gian diện tích, do đó giúp cho các bạn dễ dàng bố trí trong cái không gian phòng karaoke của mình.
Nếu như quý vị và các bạn yêu thích bộ sản phẩm đầu karaoke Asnot SK9108 này thì hãy liên hệ với chúng tôi. Mức giá tại VDA dành cho quý vị là 8.500.000 đồng, dành cho ổ cứng có dung lượng là 2 TB, kèm theo đó là rất nhiều phần quà hấp dẫn đến từ VDA. Ngoài ra thì quý vị đừng quên hãy đến với chúng tôi vào phòng thử miễn phí để cùng trải nghiệm và test rất nhiều sản phẩm để quý vị có thêm nhiều sự lựa chọn khác nhau. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Kính chúc quý vị có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.